Đấy là sức mạnh của Laura đấy. Đây mình để góc nhìn này cho anh coi dễ coi nhá. Sau khi nhận sát thương ấy, anh em sẽ được một vầng sáng xung quanh người. Đó, từ từ nhá, để mình... Đấy, anh em thấy không? Đó. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Mình vừa ăn một viên đạn súng ngắn nhưng mình không chết. Đấy là sức mạnh của Laura đấy, cực kỳ bá đạo trong PvP luôn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của MeaPel. Thì trên tay mình hôm nay đang là nhân vật Laura level 2. Cầm qua thông số thì có vẻ khá là bá đạo anh em ạ. Mình vẫn tiếp tục sử dụng app của bạn cá con nè. Thì bởi vì app mình mới có Laura level 1 thôi. Hiện tại thì bạn cá con đã được mở khóa Laura level 2 đây. Anh em ơi, tôi có thể đọc qua sơ yếu thì có thể thấy là chỉ số của Laura là khi sát thương phải chịu lớn hơn 25 điểm và dẫn đến tử vong thì nhân vật này nó sẽ lấy độ đói triệt tiêu sát thương đi. Cứ một độ đói triệt tiêu một sát thương. Đó, anh em có thể thấy nhá, tức là như này này. Khi mà anh em nhận một nguồn sát thương ý mà có thể gây chết người ý, tức là gây chết ngay lập tức ý. Ví dụ anh em chơi đấu súng không, anh em dính một viên đạn súng ngắm chẳng hạn, anh em bình thường ý là anh em chết luôn đúng không? Nhưng mà sau khi xài Laura ấy, anh em sẽ không chết. Đó, nó sẽ lấy độ đói để triệt tiêu cái sát thương đó đi. Khi mà anh em dính một viên đạn súng ngắm, anh em sẽ không chết ngay lập tức mà anh em sẽ còn một máu. Khi mà anh em có bánh mì ý, anh em hoàn toàn có thể hồi được máu lại. Đó, mà cực kỳ bá đạo luôn. Bây giờ mình sẽ test thử cho anh coi nhân vật này trong chế độ đối chiến nhá. Bây giờ mình sẽ tìm một phòng đối chiến đây. Ok, Agibagi này. Mình thì mình thích chơi Agibagi cơ. Ok, 1714. Ok, vào luôn. Đấy, chả vì thì phải ngại. Ủa, để góc nhìn này hơi khó chơi nhỉ. Mình quen để góc nhìn thứ nhất rồi. Để góc nhìn này hơi khó chơi anh em ạ. Ôi, đạt tỷ phú này. Để góc nhìn này nó hơi khó chơi. Không quen. Ấy, vẫn không chết anh em thấy không? Còn một máu này. Đó, anh em thấy bá đạo à. Cực kỳ bá luôn. Nhân vật này chơi PvP được khỏi bàn. Đây gọi là chùm PvP đấy. Có thể nói đây là chùm PvP này. Ui, góc nhìn này khó chơi quá. Để góc nhìn cũ ấy. Mình sẽ chỉnh là góc nhìn này chơi. Đạt tỷ phú đúng không? Thằng đạt tỷ phú đâu? Ui. Ui, giết thằng gần trước. Giết thằng gần này trước. Giết thằng gần trước. Ui. Thần thú. Ok boy. Có vẻ như là cuối tuần liên thông nó hơi lag anh em ạ. Chị Thỏ đang cố fix rồi anh em yên tâm. Sắp tới là game mượt ngay mà. Tại mới update cho nên nhiều còn nhiều lỗi. Ơn mình vẫn team đỏ à? Team đỏ chán này khỏe quá à, mặc dù mình thấy team xanh đông người hơn đấy. Đạt thì không biết em không? Ấy anh em thấy không? Không chết nhá. Đó, anh em thấy sức mạnh của ông vẫn còn một máu kìa. Đấy, sức mạnh của Laura ấy, thấy không? Nhân vật này cực kỳ bá trong PvP luôn. Cực kỳ bá trong PvP anh em nhá. Ủa sao mạng lag ta? Bạn không cần tâm đâu nhỉ này. Ui. Cắn máu ngay. Thấy anh thấy không? Mình chấp thành này bắn mấy lần thôi, mình có chết đách đâu. Này thì bắn này. Đấy chà chà. Còn một viên cũng chơi luôn. Thì em thấy không, bá đạo trong PvP luôn. Chùm PvP đấy. Nhân vật này với cả Cindy cũng là chùm PvP nhá. Cindy thì vừa chùm PvP vừa chùm parkour luôn anh em ạ. Nhưng mà thì mình thấy Laura vẫn bá hơn. Laura có độ bá khác thử Cindy. Cindy kiểu nó nhảy cao khó chịu ý, nhưng mà vẫn có thể bắn chết đúng được. Anh em kiểu bắn Cindy nhiều ấy, anh em quen được nhảy của Cindy không? Anh em vẫn bắn trúng được. Nhưng mà riêng Laura ấy, bắn trúng đứt chết luôn. Đấy gọi bá đạo, anh em hiểu chưa? Mặc dù chơi hơi ăn gian ấy, mình cũng không khuyến khích anh em dùng Laura vào PvP lắm đâu. Mặc dù công dụng của nhân vật này là chỉ để PvP thôi, chứ mình thấy cũng chơi sinh tồn thì cũng nào được. Sinh tồn thì cũng được, nhưng mà mình thấy không tác dụng nhiều bằng PvP. Nhân vật này đúng cửa sinh ra là để PvP luôn ấy. Nó khi bá hơn tù trưởng. Tù trưởng ấy nó tăng đam đánh chay thôi.
tăng đam đánh cận chiến rồi, nhưng mà riêng nhân vật này anh em là tăng thêm gần như là một mạng nữa cơ. Chả may anh em bị chết đi nhưng mà anh em vẫn còn một máu, phải không? Bình thường anh em chết luôn cơ, bình thường là anh em chết luôn rồi, nhưng mà khi mà chơi nhân vật đấy anh em còn một máu. Mà chẳng nếu mà khi có máu ấy, khi mà map này nó cho bánh mì này, ví dụ nhá, map này cho bánh mì anh em thử hồi máu lại luôn, mà kể cả không cho bánh mì thì nó vẫn bá. Nói chung nhân vật này cực kỳ bá đạo luôn anh em ạ. Đó, mình đứng nãy giờ đâu có chết đâu. Thì như team kia là hơi yếu thì phải, mình cần cái team nào nó căng thẳng hơn ta. Team này mình thấy là hơi yếu. Nãy giờ có mỗi thanh niên đại tỷ phú bắn được mình thôi. Trời ơi, còn một máu, thấy không? Anh em thấy không? Thanh niên kia chắc là không hiểu chuyện gì xảy ra luôn này. Ủa sao thằng này ta bắn thằng này mãi không chết được thế đếch nào? Kiểu nó nghĩ là thằng mình hack hiểu không? Nó sẽ nghĩ là thằng này hack hết thể loại. Nói chung là mình chơi nhân vật vào phòng ấy, kiểu Cindy, Laura các thứ ấy, nhưng mình bị kêu hack nhiều lắm. Họ không biết là đây nhân vật có sẵn trong game đâu. Họ cứ kêu mình hack à. Đó, đấy giờ còn chết đâu. Thấy không? Còn một máu à, cắn máu hồi lại này, thấy bá không? Laura đấy, cực kỳ bá luôn. Kiểu nó sẽ không hiểu vì sao mình không chết nãy giờ. Hello, ôi thôi thôi, chết rồi. Chết rồi. Không rồi. Mình hơi đông. Đấy, qua đây, là tỷ phú rồi. Úi, cuối cùng nó cũng chết. Tinh mây. Anh em phải để ý, máu mà thấp bị, phải cắn máu lại ngay, phải hồi máu lại ngay cơ. Chứ nếu không là vẫn chết bình thường à. Về Laura level 1 đi. Bị bắn một hit cũng không chết đâu, nhưng mà nó có một điểm yếu so với level 2 ấy là Laura level 1 đi mà bị bắn vào đầu ấy là chết luôn. Còn Laura level 2 ấy, anh em bắn vào đâu cũng không chết luôn. Ôi cầm kiếm chơi luôn chứ cần deck thì bắn súng nhỉ. Tầm này thì cần thêm bắn súng. Đó, Laura level 1 đi. Ui. Anh em thấy không? Thầy nên là chém mình 4 cái mới chết. Thôi mình sẽ Laura mà. Làm sao mà bắn tôi chết được hả ông? Làm sao bắn tôi chết được hả ông? Tôi xài Laura mà. Cắn máu lại nhanh. Trời ơi. Cắn máu lại gấp. Map này còn 5 phút à? Thôi mình sẽ chơi nốt 5 phút anh em nhé. Chơi nốt 5 phút luôn. Map này còn 4 phút kìa, 4 phút 50 giây kìa. Bắn không cần tâm luôn. Ui, thế nhưng đạt tỷ phú bắn kinh phết đấy. Ui, nhìn thấy mặt mình bắn trúng luôn. Khá là ghê đấy, không xài Laura chắc nãy giờ mình chết lâu lắm rồi. Nhưng mà rất tiếc cho thanh niên này, mình đang xài Laura. Bạn đen rồi, đó, bạn đen rồi đấy. Mình vẫn còn 6 máu kìa, thấy không? Mặc dù thanh niên này bắn trúng mình, nhưng mình vẫn còn máu. Chết, cắn máu lại. Để lấy thêm một cái đồ này nữa. Chết, không rồi. Ok, lên nào. B mình chỉ bắn thanh niên đạt thôi. Thầy mấy thanh niên kia bắn hơi kém cho nên mình không bắn đâu. Mình sẽ chỉ bắn thanh niên đạt tỷ phú thôi. Thầy này tức chơi anh em ạ. Đấy, ok, bắn nhầm nhung trăm người rồi. Bắn nhầm người à? Núp. Ui, càng đấy. Hồi máu tiếp. Ôi giời, tưởng cái gì. Thanh niên đạt kia hơi cay anh em ạ. Vào đây chôn mình thanh niên này hơi cay đấy. Đồ, lô mày, lên đây. Ló đầu ra. À, trên này à, ái chà chà kinh đấy. Thanh niên này khả năng là chơi góc nhìn thứ 3 anh em ạ. Thanh niên căn của nó hơi kinh đấy. Này, góc nhìn thứ 3 ấy là anh em có thể nhìn được trước không, đấy không? Nhìn được trước vị trí không? Đấy, đây. Ví dụ nha, mình biết là thanh niên đạt trên game không? Mình sẽ đứng đây. Đó, ái chà chà mình bị lộ à? Sức mạnh của góc nhìn thứ 3 là đúng qua một số map ấy, người ta khóa góc nhìn này vì thế. Bởi vì chơi góc nhìn thứ 3 ấy nó tác động dễ lắm. Anh em thấy không? Mình có thể nhìn trước vị trí này. Đó, đạt chỗ này đúng không? Đấy, anh em thấy sức mạnh của góc nhìn thứ 3 đấy. Chơi em ra cực kỳ bựa luôn. Này, đó. Đây là một cái tip cho anh em coi chơi PvP ấy. Anh em có thể chuyển về góc nhìn thứ 3 để nhìn trước vị trí, thấy không? Thì mình đứng đây ấy, là họ không nhìn thấy mình đâu, nhưng mà mình vẫn nhìn thấy họ. Đấy sức mạnh của góc nhìn thứ 3 này. Kết hợp thêm Laura hơi kỳ bá luôn. Đấy, chà, góc trên à? Ốp. À, hóa ra thanh niên lên đây lúc nào ấy? Ô, chết rồi. Cắn máu. Góc nhìn thứ 3 không lợi lắm.
Ái chà chà. Ái chà chà, định ví mình đấy. Thế nhà định ví mình. Ui, ui. À đấy, anh thấy không? Khi mà mặc dù máu mình vẫn còn đầy ra, nhưng mà độ đói, cái thanh độ đói này mà không đầy thì mình vẫn chết như thường em nhá. Bởi vì nhân vật này ở sao mình bị lag này. Cái nhân vật này là nó lấy cái độ đói này để trừ cho máu, anh hiểu không? Độ đói càng cao ấy, thì sát thương nhận vào ấy bị trừ càng nhiều, hiểu không? Khi mà anh em độ đói nhiều ấy thì anh em sẽ không bị chết. Úi, sao tôi hồi sinh ở đây nhở? Đó, anh em thấy không? Mình được trừ thêm, ví dụ đây, đúng ra vừa rồi ấy, là mình chết luôn cơ. Nhưng mà mình được trừ độ đói và sát thương. Đó, thành ra mình không chết. Nhân vật này là thế mà ấy này, đọc lại cho anh em coi nhá. Laura level 2 này, đấy. Khi sát thương phải chịu lớn hơn 25 điểm và dẫn đến tử vong đó thì sẽ lấy độ đói để trừ đi sát thương. Em thấy không? Cho nên độ đói quan trọng nhá. Anh em phải để ý, ngoài máu ra ấy thì cái thanh độ đói này luôn luôn phải đầy thì mới chịu được một hit của súng bắn anh em nhá. Đó, đấy là cái điều cần lưu ý đấy. Ái chà chà, thanh tiên đạt đến đây à? Không chết đâu em ơi. Đang sợ Laura mà. Quên mất chỉ lấy máu ra rồi. Đấy, luận lên chơi luận, qua bên kia chơi luận. Này, định nhảy trên kia đấy. Ai cho nhảy lên trên kia? Lên luận, lên luận. Còn 50 giây thôi anh em ơi, còn 50 giây thôi. Quất nó, quất nó. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Ơ ui mày, thế ăn hai viên khổ sở ăn không chết. Anh có thể bá đạo không? Thế Laura này là kinh lắm. Ái chà chà, thế nên là tỷ phú rồi nhá. Ui, đâu 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 đâu, thiên kia rồi, thiên kia rồi, thiên đạt rồi. Mình chỉ đánh thiên đạt thôi. Ấy chà chà, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, ớ trốn đâu ở đây đấy, thì ra ở đây. Ấy chà chà, cắn máu chạy thôi, ghê chưa. Ui, nó dí mình, nó dí mình, nó dí mình, nó dí mình. Ui, không ổn rồi. Mày thế thì đi cứu mình. Ok, thì video kết thúc ở đây thôi. Anh em có thể thấy sức mạnh của Laura trong PvP là cực kỳ bá anh em ạ. Laura trong PvP là cực kỳ bá đấy. Nhưng mà mình cũng không khuyến khích anh em xài đâu. Thật sự là chơi cái vật này và chơi PvP là hơi ăn gian. Nó thẳng là hơi ăn gian đấy. Trừ khi mà team họ cũng có Laura thì được. Nhưng mà thì lúc đấy mình chơi cũng được. Nhưng mà một mình chơi mà người khác không có thì cũng không hay lắm. Đó, thì nhân vật này chỉ chủ yếu là lấy độ đói để trừ vào sát thương thôi. Khi mà anh em ăn một viên súng ngắm 100 máu ấy, thì nó sẽ lấy độ đói trừ đi sát thương đấy. Thì anh em vẫn còn khoảng tầm 1 đến 6 máu thì anh em không thể chết được. Nhưng mà trong khi anh mà trong đấy anh em có bánh mì ấy, anh em có thể hồi được máu lại. Thì nhân vật này khá là bá cho PvP. Còn sinh tồn thì mình không rõ lắm. Sinh tồn thì kiểu như anh em đánh nhau với quái chẳng hạn, kiểu như bị nó đánh không, bình thường nó đánh mình 3 hit chết không, nhưng bây giờ mình thì phải tầm 4 cái mới chết. Nhưng mà vấn đề là trong sinh tồn mình được cho mình mua giáp mà. Mình có giáp, mình có đủ các thể loại thì mình cũng chả phải gì để dùng Laura lắm. Chủ yếu thì nhân vật này sinh ra để PvP thôi à. Thì khả năng cao là nhân vật này mình thấy là một số giải PvP ấy, họ cấm xài nhân vật này mà. Cho nên là anh em cũng không nên chơi nhân vật này nhiều cho anh em nhé. Thì thỉnh thoảng lấy ra nghịch tí cũng được. Thì ok, video kết thúc ở đây thôi. Nếu anh em thấy hay thì đừng quên để lại một like, một comment, một share và đừng quên subscribe cho mình nhá. Ok, bye bye.